chị đập tới dừa này cái rồi chặt luôn nha. Quay cái rồi lắc vô mồi que cái nữa ha. Sáng đi thăm con vô chạy vô sớm thăm. Giới thiệu với các bạn đây là chú Hai. Làm nghề này nay nhiêu năm rồi chú? Hả? Chú làm này nay bao nhiêu năm rồi? Nay là 50 năm rồi. 50 năm luôn rồi. Nay 70 rồi là 22 tuổi. À. Nay 72 rồi. Hơn 50 năm rồi. Hơn. À. 50 cũng. Chú làm nghề bắt mấy ông tí này hơn 50 năm rồi các bạn. Đây là công cụ truyền thống nè. Vô mọi nha. Chú làm nay mấy chục năm mà làm nhiều tỉnh nữa chứ không phải Bến Tre không? Không có Bến Tre à. Bến Tre chủ yếu ha, mà mấy kia cũng lâu lâu có đi đúng không? Một cái năm một cái tắt đó. Này là công cụ truyền thống giờ người ta làm bẫy sắt rồi không chứ mình không hiệu quả bằng này đâu. Bẫy này làm bằng tre mà các bạn, tre hoàn toàn đưa mồi vô của mình ghim kéo gài cái lẫy cái kéo cái này lên gài cái lẫy ở đây thì vô nó tha cái tha cái miếng mồi ở trong bập. Này thì nó xúc cái lẫy này ra nó sẽ bật kẹp cái đồng ở lại. Ghê mạnh lắm. Rồi chú làm tiếp đi. Rồi rồi. Sơ giới thiệu. Đây mình dùng mồi dừa nha các bạn. Dừa đúng rồi. Dừa. Nó khoái nhất. Nó nhỏ nhỏ ha. Dừa là phải dừa khô cứng nha. Cứng như dừa cứng cải nó mềm. Dạ. Nắng như nãy gà hơi tối chứ. Hơi cứng mà không được cứng quá vẫn còn hơi mềm mềm ha. Cứng cải ngon. Hả? Cứng cả dày ngon chứ cứng quá cũng mềm cũng ngon. Vậy mà nắng nó sợ nó tóc quá. Rồi giờ chiều chiều mình chuẩn bị cái khoảng cách mình đặt gần tối cái mình đặt nó. Này bữa nay bao nhiêu cái chú? 50 cái giờ còn có 28 cái à. Hao á. Mất thất lạc hư rồi hả? Bị thất lạc hay sao? Thất lạc. Không để đây được rồi, chúng Trang kiếm được 2 cái. Con để mấy cây dừa giống ở dưới nó ăn quá trời dưới kìa chứ. Đâu? Mấy cây dừa giống ở đầu mấy bờ sát ở dưới á. Cây dừa khô dưới mà dừa sim á. Bây giờ từ kinh này xuống tới cái bờ đi đó một đêm. Mời đâu quýnh tới dốc ganh của thằng gì? Hùng. Con vô con xịt mấy cây dừa. Cây dừa giống gần giá mình Hùng á. Bờ kế đó cách một bờ. Em quá trời. Cậu trồng mấy chục cây thì đúng ăn khoảng 30 cây cái đều rồi. Đuông mà mấy cái vườn bây giờ người ta đốn vườn người ta không có lăn xuống mương á, mấy con bò hung quá trời luôn nè, chục đợt tiêu hết rồi. Cái này mấy cái bẫy này là chú tự làm hết hả? Tự làm luôn. Ăn quảng bụp kẹp ngón tay rồi tìm ngón tay. Thanh này là bằng ống tre hết. Cái đó là bơm tre gai. Cái cung á. Cái cung này là bằng tre gai. Tre gai nó dẻo ha, nó dẻo nó bền. Rồi. Rồi lạnh. Giờ cái lẫy ngang bên hông ha. Cây này nó cắm xuống cái cục mồi nó bị cái là xúc. Cái lẫy này đang cái văng lẫy này. Nó bật cái kịch vô đây. Như cái này không thích chỉ Bến Tre mình có làm vậy thôi chứ không có đâu có nữa quá. Ngoài nữa không? Cái này mình làm từ hồi xưa giờ nữa. Này giờ nó xài bẫy lồng mới ấy được không?
tốn thời gian giữ công phu đâu, cái này á là đốn về phơi khô á, dễ rồi khô mới đẻo. Yeah. Đẻo hai nước mới bẫy này ra dù lỗ. Yeah. Dây nhợ nó làm một lượt vậy á. Yeah. Gáp mình bữa được 15 cái. Cái này mà bữa nào mình đi gài đó mình không có kêu tên thẳng mà hơi kiêng chút nữa bạn. Chứ để mà kêu tên thẳng đó là nó nghe nó tốn hết không ăn đâu. Không cho bật. Không. Phải né. Né hết rồi, là đừng cho bật không cấp nữa. Cái này nha. Vậy là nó sợ á. Hơi mèo. Mình không có kêu tên thẳng đó, mình gọi đây người ta gọi ông tí đi bắt ông tí cái đó sao bỏ ra ngoài vậy? Hồi chiều vô rồi lát này gài chưa lên rồi vô cho nó một lượt cái đó này vô vuông vài cái gài mấy cái này nè. Thấy hoài con thấy bữa nào quay giới thiệu cái nghề này con thấy hình như là giờ chỉ có mình chú làm chứ không ai làm nữa khu mình á. Ừ. Chưa nhiều quá. Gà bẫy cũng ngồi vô nghiêm vô vừa ra đẩy vô đó để mình mở lên cái giường mở lên cái giường được một con là 20.000 hả chú Anh Long? 20 ha. Cát nó nhiều để cho chị Hai. Chị bắt nhiều còn dễ đó. Hồi xưa nhớ làm con 5.000 rồi lên 10.000, 15. Từ từ đi lên tới 20 ha. Thì ra vô khu bãi nè. 5.000. 2.000 đầu tiên 2.000. 2.5 5. Ngàn chắc ngồi mấy chục năm trước. Ngày giờ ít người làm, giờ nó toàn đặt bẫy lồng không. Nhỏ giờ lớn thì đi làm hồ, nhỏ đi học á. Công ty không làm nghề này. Chưa làm bữa kia chưa chắc ngon mà. Giờ những nghề dược dừa kiếm với bẻ dừa ngày làm 1 triệu 2 triệu luôn á, người làm bẻ dừa não á mà đâu phải ai cũng làm. Còn dược dừa ngày tư lĩ dược ngày hay thiên là thấy được 1 triệu mấy rồi. 70 á mấy người mà họ đúng dừa não nè. Ngày 2 người nó đúng 2 thiên thấy là người 1 triệu bạc rồi. Gặp bẻ dừa thấp thấp rồi đúng phải ghê à. Màu chim á. Đi làm hồ làm công ty chưa chắc ngon bằng gì vậy. Mình cũng phải lựa cây mình đặt chứ đâu phải cây nào cũng đặt ha. Cây nào cũng quen rồi coi dấu vết á. Cây nào mình thấy có ổ rồi mình... này một cái gì xài được bao lâu hư ha? Mất thôi chứ cho nó cày 2-3 năm nè. Hết cả từ lòng cũng lòng phụ quả thêm á. Cũng hư à. Cái te gai này nó bền. Bề dưới nè các bạn. Còn duy trì để mà định hướng cho cái này nó không bị lật ra ngoài nè. Cây này cắm cái cục này không?
khúc trên này mấy cây cao không sao đưa lên tới. Tới. Tới sao nó ngắn rồi. Thì nguyên cái dạt đó thì ra đây tới hết rồi. Một cây sào. Một cây kia cây sào vắng. Khu dưới kia thấy như nhiều hơn á. Mình đặt từ dưới đặt lên. Trâm ơi. Quen đặt đây đặt xuống. Đặt những trâm ơi có nhiều nhiều một chút quay. Nó làm gì chung? Cái dây làm gì? Nó hơi cạn á. Căng đưa lên. Cho nên nó hả họng ra đó. Cho nó rộng. Râu nó giãn á. Rồi xong rồi ha, xong công đoạn chuẩn bị mồi rồi. Vô mồi xong rồi đó, giờ bắt đầu đi ra mình bỏ lên cây. Đây, đúng. Vô nha. Cải hành. Nha. Dạ dạ. Con quay khúc đưa lên cây nữa con mới. Hả? Dạ. Hắn đi theo luôn. Dài cây thôi. Dạ dạ. Vậy chứ đừng theo. Dạ dạ. Động nha. Cái mẫu về cây đây ha. Nó nặng nhẹ muốn ghía ha. Chuẩn bị khúc cái cây cái tầm vong ha. Tầm vong còn cột cái đầu cái kẹp được cái bẫy lên. Sẽ quay một cây nữa thôi nha các bạn. Quay mình sợ mình không biết có nặng bốn dí rồi gì đi theo chú Hùng ơi rồi nó trông không. Hai cây thôi. Đó. Để nó lên trên gì đó. Nằm lên. Xong. Okay, kết thúc cái phần đặt ở đây. Mời sáng sớm sẽ vô thăm với chú. Sáu giờ sáng rồi.
ngồi đó canh cửa nè, chờ cặp tới. Sáu giờ sáng hôm sau đang chờ chú này vô gỡ bẫy cho đã không. Ít vô đây, chỗ đây mới còn là nó sủa chứ. Nhiều người lạ với nó luôn. Nó ghét rồi. Lạ. Còn cháu gấu nè. Gấu ơi. Cháu gấu. Bị thương thì đi nhắc nhắc rồi. Tê giỏi lắm anh. Tê giỏi. Người ghê như con gấu. Ông ăn chưa lên nữa nè. Chân ổng hôm nay sao bị thương nặng. Chân ổng á, trước đâu là lỡ, hôm qua thấy chân ổng này bị thương lỡ. Thiết con nhỏ kia. Chú hai vô tới rồi, chó nó sủa. Chân bị thương rồi, bị thương rồi, cái chân đi hơi khó khăn. Mấy chó ồn quá. Rớt đất luôn hả? Rớt là có cái ảnh vô rồi nó mới rớt. Đâu? Rồi lẫm một con. Lẫm một, lẫm. Đâu? Hả? Nằm nó lùi á. Dính ơi. Dễ dính rớt đất đất luôn. Dễ rồi, đây. Mấy cái này con cái hả? Dạ anh theo. Mấy cái hả? Con cái à? Con ngọc lút luôn. Nhắn lại nhưng mà dưới đó. Con bơm đây cầm nè. Con em dưới đó. Đây chui vô. Có. Dập đầu luôn. Bốn cái ngoài nè. Bốn cái. Bật cái cọc rớt từ trên xuống luôn. Dập đầu anh luôn. Ồ, con này mập lúc luôn. Năm bảy con vậy làm bị dĩa được. Chục thịt ngon lắm mọi người. Chục dừa. Hay là gớt nữa. Và cái cọc đó dễ gớt lắm, cây này nằm. Đó đó. Gió thổi đảo quá ha. Gió thổi nghe xào xạc lá. À, rớt mương ngay đó rồi. Chắc chắc bật rồi rớt dưới rồi đó. À, đó. Cái này gì mà không có ta dở ha. Chưa bật luôn. Bật cây lên bật cái cốc.
nữa, gắt đất nữa hả? Trời ngập mẹ rồi. Gà dưới đất dính nè. Được chưa? Ừ, con này cũng khá. Này nước ngập lên. Tháng này nước trong nè. Tháng này nước trong quá. Gà dưới đất nữa hả? Ngập lúc luôn rồi. Nằm trên bờ vậy. Đây, cái khu tên này ít chứ xuống cái khu dưới dám nhiều hơn á. Khu dưới có mấy cây dừa khô để giống á. Dạ dưới á. Cây dừa cao này không hôm qua gầy nó rớt xuống thôi ta dám còn nữa. Bưởi da xanh này tính lông hồng quá đẹp. Bưởi nấu rồi 20 năm rồi. Cây đó chắc do mới giật vừa khô nó động nó đi rồi. Hai con hả? Ok, ok, xích dưới chút dưới ngoài này. Rồi vô rồi. Không có nè. Cái gì? Cái gì không có ta. Cái này giờ lá nó không có dính vô cây nào hết trơn, nó không lên nữa mà buộc ở dưới rồi. Có cái chuối ha. Bẫy để đây luôn nha. Sang bắt chuột đi Sang. Chuột lên này nó cao để nó con gì nó hốt rồi. Dính không? Rồi, không bật luôn. Cái tách rồi xong. Gì mà không có ha, mà tại cái cây này ít trái quá. Cây này không có trái trơn. Hai cái lần ha. Rồi, xong. Cây này trống quá. Dưới nè. Đó, dưới nè. Cái bẻ thứ hai. Đây ha. Ừ. Lên.
cây bên đây, mấy cây này không có thấy dấu chuột khác mà. Nào có dấu chuột nè. Giọng ơi xuống đầu dưới nhiều. Cây gà 27 luôn ha. Rớt xuống nghe cái cốc là xong. Chưa bật. Cây này ngon không biết có không à. Tức luôn, cây cũng thưa không có gì hết. Rồi tóc cây nữa. Cây này nó không thấy có trà, nó không có gơm. Trống quá. Cây bên đó sao? Rớt mương luôn hả? Ờ dính rồi. Dính là dễ rớt là mương luôn. Wow. Chuột cống giống như chuột cống này. Hai con nữa là rớt mương luôn. Ba con này. Chuột đực nè. Rớt được chán luôn. Dính đâu từ hồi 8 giờ tối gì đó để giảm rớt luôn. Bật cốc thì đụng nó giảm. Dữ lắm. Để đây đóng ba cái luôn. Rồi, cái bên đây, cái vừa bên đây nhìn lên thấy chưa rớt nữa. Chưa bật luôn. Hơi bị trống. Đến ngoài giữa đó. Nằm tên mấy tên nên chọc không tới. Rồi xong. Đây quay qua bên kia, quay trái bên trái. Đi qua mé dưới một chút nữa dễ thật. Cái mô nang á, mô nang đen á, nằm trên mô nang đen bên đây nè, bên đây. Hạ xuống chút xíu, chui qua cái dưới bè đó. Bè dưới đó, bè dưới không phải bè đó. Đó đó, ngay đó đó, ngay đó đó. Nằm trên cái mô nang đen đó, đẩy cái mô nang lên. Đó rồi đó. Sao?
con nữa rồi. Con nữa cho mừng rồi. Ồ, không, không nghe bật. Không có luôn hả? Bướm ơi, đặt khúc dưới chắc nhiều hơn. Còn cái này đặt cho nó mấy xẻo ngoài vậy. Bật luôn. Ờ, được con nữa rồi, cũng đỡ quá. Đây lại còn nữa nè. Nhanh cho con nữa. Nữa. Mày hơi nhỏ. Chưa đấy. Cũng con cũng đỡ. Mời con này kiếm non cho con nữa đó. Con này trước đây. Không được. Không được bội thu. Thất thu. Thất thu. Cũng còn cá. Đi gom vô đâu chứ mày? Được mấy con dính làm sao tôi bỏ tảnh rồi đem xuống không? Để tên cái mấy cái lu á, cái máng của mấy cái lu á. Để tên mấy cái mái che của cái lu mấy bờ cặp mấy cái hàng lu của thằng Sang á. Cái che hỏi tỉnh ha. Thôi vậy cứ xin tỉnh luôn đi. Xách gom ngay chỗ hôm qua mà ấy mồi á. Rồi. Kết rồi là hôm nay được 4 con rồi. Thu một chút. 25 cái bẫy được 4 con. 25 cái bẫy được 4 con. Con hả? Quay không? Đưa quay nha. Tối nay về tiếp nữa. Tối nay chắc không quay, kết thúc quay tới đây hết thôi. Tối nay chú gài mà không có quay phim nữa. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi. Còn mình rớt mưa nữa. Được khoảng chừng 7-8 con đã ha. Ờ. Thôi có nhiêu vậy. Ừ. Nhiêu thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.